khi gặp con cá rô mắc lưới như vậy mà nó chỉ có một con thì theo các bạn nên bắt hay nên thả? Rất nhiều bạn hiếu kỳ bắt rồi không ăn rồi để cho nó chết. Do chỉ có một con nên hôm nay mình sẽ gỡ kẹt cho nó rồi mình thả nó đi nha.